Tại Quảng Ninh, nối tiếp những hoạt động sôi nổi ở thành phố Cẩm Phả và Hạ Long, tối ngày 1 tháng 2, chương trình Tết Thợ Mỏ năm 2024 tiếp tục diễn ra tại thành phố Uông Bí. Tại chương trình, tập đoàn TKV đã trao 300 phần quà cho 116 lao động xuất sắc, 150 lao động khó khăn, 34 máy ấm công đoàn cho công nhân lao động thuộc 12 công ty con của tập đoàn khu vực Đông Triều Uông Bí. Sôi động nhất là phần chơi bốc thăm trúng thưởng với 117 phần quà có giá trị đã được trao tận tay thợ mỏ như TV, xe đạp. Tham gia cái Tết Thợ Mỏ này là được rất là vinh dự, được cái tinh thần nó không khí Tết. Thứ hai được rất nhiều phần quà anh em được mang về và thần bốc thăm trúng thưởng là rất là cảm thấy là rất hồi hộp. Trong khuôn khổ chương trình Tết Thợ Mỏ 2024, TKV đã tặng quà hỗ trợ trực tiếp cho 1.500 lao động xuất sắc, công nhân khó khăn, đồng thời bán ra 131 nhà ở máy ấm công đoàn và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ sôi động. Tết Thợ Mỏ dành cho những gia đình khó khăn như chúng tôi rất là ý nghĩa, đã dành những phần quà đặc biệt động viên kịp thời. Tết Thợ Mỏ cũng là một sân chơi, một nơi gặp gỡ để chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục công tác tốt. Tết Thợ Mỏ năm 2024 do Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam phối hợp cùng Công đoàn TKV tổ chức đã trở thành nét đẹp truyền thống mỗi khi Tết đến xuân về. Chương trình là dịp để TKV và các cấp công đoàn tiếp tục thể hiện sự chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động.